Xin chào cả nhà, hôm nay ở tại chợ Phương, hôm qua nhân viên ở đại lý điện máy lý tưởng có mở cuộc gấp thăm trúng thưởng ở nhà những khách hàng mà mua TV điện máy rồi thì nói chung là cái đồ điện thì sẽ có phiếu bốc thăm, và bây giờ là người ta đang không dẫn khách hàng tiền phiếu bốc thăm trúng thưởng để bỏ vào thùng để chuẩn bị bốc. Mình sẽ quay lại những video thăm trúng thưởng hôm nay để gửi tới tất cả nhà mọi người nha. Đó, cả nhà hãy ngắm nhìn thì hôm nay rất là nhiều khách hàng đến đây để bốc thăm trúng thưởng đây. Bây giờ mới là hơn 4 giờ cả nhà, cho nên là vẫn chưa cả đã đông đủ khách hàng đến đây đâu cả nhà. Năm trước á, đông chật cứng nhưng mà không biết là rồi mình cũng nhiều phiếu lắm cả nhà, không biết rồi có trúng hay không. Đây thì cả nhà, mình có hơn 1 chục phiếu. Mình đã mua bếp rồi thì quạt hút bụi rồi thì bình nóng lạnh ở dưới này. Nói chung là mua nhiều thứ lắm nhưng người ta phát cho là hơn 1 chục phiếu rồi. Mình đã làm thủ tục cái phần là ghi thông tin của mình và xong họp bốc thăm rồi. Đó, để chờ vận may thôi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, bây giờ là đã sắp đến giờ bốc thăm rồi. Người ta đang hướng dẫn khách hàng, ai còn cầm phiếu thì cho vào phòng để chuẩn bị bốc thăm. Đó, vui quá, vui chưa? Bà con đến đây là ai cũng muốn trúng thưởng nhưng mà không biết cái vận may của mình thì có được không? Và còn có cả ca sĩ Hoàng Phương lên biểu diễn nữa cả nhà nhé. Bỏ kính ý. Một ca sĩ đang biểu diễn rất là hay cả nhà, nhưng mình sợ lý do bản quyền nên mình tắt nha, tắt cả nhà nhé. Đó, rất là đông khách hàng đến đây để gặp thăm trúng thưởng cả nhà. Bây giờ chúng tôi sẽ buộc vào hông của người đàn ông. Dưa chuột nó sẽ không nằm sát ở bên kia mà nó sẽ... Đó, người ta đang mời một khán giả lên để đảo đều cái thùng phiếu bốc thăm cả nhà. Đó, cho nó công minh á. Đó, bây giờ là giải 6 rồi. Tất cả hình ảnh của quý vị sẽ có trên trang web lýtưởng.com.tuyệtvời trong tối nay ạ. Ok, xin mời Nguyễn Tiến Sơn số phiếu 24477 ạ. Xin mời Nguyễn Tiến Sơn số phiếu 24477 có đâu ạ? Xin chúc mừng. Anh biết vì chúng tôi sao mà đang cạnh cạnh đi sao được. Rồi, xin mời em đọc. Rồi, chị đọc xem. Người thứ hai trúng giải 6 xin chân trọng quý mời, đó là Bùi Thị Lâm Nam. Ai đoán được tên cái này thì tặng quà luôn. Bùi Thị Lâm Nam hả? Luôn à, tặng quà chị ấy luôn. Đó là Bùi Thị Thanh Huê, số phiếu là 36797 ạ. Đó là thế nào có tên là Bùi Thị Thanh Huê cho đến 36797 có đâu không? Có đấy ạ. Chị Huyền ơi, chị Đồng Lan ơi. Chị Đồng Lan thật rồi. À đây rồi, phụ đồ đứng thế này là Đồng Lan. Đó, chị lên đây rồi, ai tên là Huyền rất là xinh. Xin mời chị Huyền, một chị gái lên đây. Xin mời em bỏ cho anh cho biến nha. Ok. Người tiếp theo chúng giải 6 trong ngày hôm nay ạ. Trân trọng kính mời các nhà có tên là Minh, số phiếu 18077 ạ. Thế là tên là Minh, số phiếu 18077 có đây không ạ? Chị gái đây. Đó là 5 người đã trúng quạt cả nhà. 5 chiếc quạt cây cho 5 giải 5 được trao quạt cây cả nhà. Đó. À, ok. Xin mời bạn Mai, phụ trách chăm sóc khách hàng của đền máy lý tưởng sẽ trao quạt cây 5 giải 5 cho 5 giải 5. Mỗi cái hàng là 1 chiếc quạt cây giá trị tại lý tưởng. Mình sẽ chọn giải đặc biệt là giải nhất sẽ là cái số 0. Ngày 30 tháng 9 sẽ bốc thăm 3 xe máy cho khách hàng mua tủ lạnh. Đó, bây giờ là đang đảo để bốc thăm giải tư 2 két sắt tiết kiệm rồi nhỉ. Em rồi, nhiều phiếu quá mà không trúng rồi nhỉ. Vận may của mình sẽ nào?
Con xuống không? Đang mơ ước rồi một chiếc xe máy Abarth. Dạ. Người chung kết sát thi thưởng cho người bốc thăm là 50.000. Vui quá là vui. Chơi vào máu luôn. Này chỉ rất là nhiều. Xin mời hai người trúng thưởng mức là như trước này. Hôm nay ra đây để cho cái các phóng viên báo đài, các thông tấn xã Việt Nam sẽ chụp lại của các này ạ. Đây. Chúng ta anh đổ một tràng báo đài tận nhiều. Các bác nào run cho tay lên để uống thuốc run luôn. Bây giờ quạt điều hòa đầu tiên thuộc về ai? Họ Nguyễn giơ tay. Họ Nguyễn đâu giơ tay? Chúng rồi. Nguyễn thì là số phiếu là 20835 đúng không? Có số phiếu này không? 20835. Đây là đây rồi, lẻ này cơ, lẻ này lẻ rơi rồi. Đây là lẻ chúng tôi. Rồi lẻ của chị là lẻ rơi. Rồi lẻ rơi quên hẳn rơi rồi. Bây giờ xin mời em đỏ số trước để nhận 100.000 tiền mặt nhé. Đây đỏ luôn chị là gì? Người thứ hai, chúng ta điều hòa. Ai hòa Trần? Ai hòa Trần? Có Trần bỏ tay xuống không chứ? Lại là Hoàng Nguyễn chơi tay hết. Nguyễn Thị Phương số phiếu 32608 trúng rồi. Nguyễn Thị Phương ơi, đâu không có hả? Nguyễn Thị Phương quê ở Thắng Đầu trúng rồi, số phiếu 32608 trúng rồi. Chú cầm trên tay mà vẫn giật mình. Liên, bây giờ em bỏ số của các bạn đây. Số phiếu vui là 578. Em đi nhận là nhận của mẹ đúng không? Mẹ đâu? Mẹ ở nhà bỏ mổ gà nhé. Thì anh qua anh cho vui nhá. 578. Chú bình tĩnh, chú bình tĩnh, chú bình tĩnh, chú bình tĩnh. Nào, chuẩn chưa, chuẩn chưa, chuẩn chưa? Chuẩn. Các bác ở đây nhận được chuẩn số phiếu rồi. Đúng chưa, đúng chưa? Ok nhá. Đây, xin mời em tặng cho bạn này 200.000. Gọi 4 người lên để đảo số phiếu để
chúng ta và bây giờ ngày đi đâu kia cô ở ngoài kia bàn tay vào phút của nó cái buổi gắp thanh chúng thường ở đây cả nhà thì về cũng có là cơn mưa rồi.